Ồ, đã 1 giờ chiều rồi ạ. Mày ăn cơm chưa? À, chưa. Bây giờ mới đi đây. Thế thì đi cùng tao nhé. Thảo, ăn cái gì bây giờ? Đồ ăn Việt Nam nhé. Ở gần đây có quán ngon lắm. Lại món ăn Việt Nam á? Chán lắm. もう1時だ。昼ご飯食った？飯食った？飯行った？お昼ご飯食べた？まだです、これから。じゃあ、一緒に行こうよ。マジで？じゃあ、何がいいかな？ベトナム料理ってどう？この近くにね、本当に美味しい店があるわ。またベトナム料理？もう飽きちゃったよ。